Tuổi Canh Tý 1960, xây nhà năm 2022, được lộc trời cho, giàu có bình yên suốt đời. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi xã hội hiện đại ngày càng phát triển, niềm tin của con người và phong thủy cũng ngày càng được củng cố mạnh mẽ và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt, đối với quan niệm an cư lạc nghiệp, nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất tốt và xây được một căn nhà đẹp và hợp phong thủy để đời sau được hưng vượng. Tuy nhiên, trên thực tế, kỳ thực phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thịnh suy của cả một gia tộc. Cổ nhân quan niệm rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Vậy nên so với phong thủy về mảnh đất nơi ta ở, ảnh hưởng của các thiên tinh đến việc xây dựng ngôi nhà có thể làm thay đổi hậu vận của chúng ta. Vậy năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Canh Tý xây nhà có hợp hay không? Xây nhà hướng nào thì có được lộc trời cho, suốt đời giàu có bình yên? Mời quý vị hãy theo dõi, chia sẻ ngay sau đây. Để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 63 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải hoàng ốc và tam tai, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Canh Tý muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi. Những mệnh chủ tuổi Canh Tý thuộc cung Tốn mệnh Mộc có bốn hướng tốt, đó là Đông Nam phục vị, Nam thiên y, Đông diên niên và hướng Bắc sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Bắc họa hại, Đông Bắc tuyệt mệnh, Tây lục sát và hướng Tây Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ tuổi Canh Tý mà ở những cung tốt thì được lộc, cuộc sống khá hòa nhã vui vẻ. Còn nếu phạm phải hướng xấu thì cuộc sống lận đận khó khăn, có cố gắng đến mấy cũng không khấm khá lên được. Hơn nữa lại bị họa thị phi, tiểu nhân hãm hại, làm cho gia cảnh điều đứng, công việc khó khăn, con đường công danh sự nghiệp không thuận. Để hóa giải những vận xấu do nhà không hợp hướng đem lại, thầy phong thủy khuyên gia chủ Canh Tý cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương tại phong thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ Canh Tý. Chính vì vậy, gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cho tuổi Canh Tý và những người sống trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi biết được tuổi của mình có làm được nhà năm 2022 hay không và việc chọn hướng nhà tốt để động thổ thì đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Việc có xây được nhà hay không, ta nên phải xét đến yếu tố hướng đất. Đất mà tốt và xây được nhà thì tuổi nào cũng làm được. Nhưng nếu đất xấu bị phạm vào các đại sát tinh của năm thì tuổi nào động vào cũng nên cẩn thận. Vậy trong năm nay, những hướng nhà nào xây tốt nhất? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bệnh tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý để hóa giải. Những mệnh chủ Canh Tý nhà ở hướng Tây là không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát là một trong những hướng xấu mà tuổi Canh Tý cần phải kiêng kỵ. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Vậy nên những mệnh chủ Canh Tý khi nhà ở hướng này cần treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần,
có sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vô khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hay thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Với hướng Tây Bắc cũng là hướng không hợp với mệnh chủ Canh Tý, khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại là cung xấu. Họa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, giúp tuổi Canh Tý ở trong nhà luôn được may mắn, bình an. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn, Sửu, Cấn, Sần, 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, có thể khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với hướng Đông Bắc cũng vậy, là hướng xấu với các mệnh chủ Canh Tý, khi ở trong nhà này phạm phải cung tuyệt mệnh là một trong những hướng xấu nhất với tuổi Canh Tý. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu. Pháp khí được làm bằng gỗ đào, chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng đối với các mệnh chủ Canh Tý, giúp cho mệnh chủ cùng những người trong gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là sát tinh lớn, hóa giải rất khó, nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ với các mệnh chủ Canh Tý. Vì đây là hướng xấu, ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn nên sẽ gây nhiều tác hại. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5-22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thực thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, để nên sao nhất bạch, giúp con đường quan vận học hành của những người trong gia đình được hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là hướng hợp với mệnh chủ Canh Tý, ở hướng này được sinh khí, tốt cho tuổi Canh Tý. Sinh khí là sao thâm lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch, gặp càn đoài, bị hành kim khắc, nên thuộc tính tốt, bị khống chế, gặp cấn, khôn, cũng bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn, Bính, Ngọ,
Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tỳ hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích, được chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong năm sát tinh, thần sát có yếu tố trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Với mệnh chủ tuổi Canh Tý, hướng nam cũng là hướng tốt, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp cho gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm ba sơn, giáp, mão, ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng mão bị phạm vào mậu kỷ đô thiên sát. Mậu kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hướng đông là hướng diên niên với mệnh chủ Canh Tý, đây cũng là hướng hợp, hướng tốt. Diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho gia đình thêm thịnh vượng vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Cuối cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm vào tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn, tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Hướng đông nam cũng là một trong những hướng tốt đối với mệnh chủ Canh Tý, đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.